Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chuyên gia nhận định làn sóng trả mặt bằng sẽ tiếp tục tăng cao vào giai đoạn cuối năm và chỉ khởi sắc trở lại vào năm 2024. Làn sóng trả mặt bằng thuê đang khiến hầu hết con đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh từ Đồng Khởi, Lê Lợi đến Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Bùi Viện chìm trong cảnh ảm đạm. Trong khi các thương hiệu lớn lần lượt tháo chạy, giá thuê vẫn đang ở trên trời, thậm chí nhiều nơi còn tăng 15 đến 20%. Trong quý 1 năm nay, nhu cầu tìm thuê nhà mặt phố thành phố Hồ Chí Minh đã có xu hướng giảm, nhất là ở các khu vực trung tâm. Theo đó, lượt khách tìm thuê nhà phố quận 1 đã giảm 40%, quận 3 giảm 45%, các quận ngoài trung tâm khác là quận 7 giảm 52%, quận 10 giảm 48% và quận Phú Nhuận giảm 50% so với quý 4 2022. Đáng chú ý, trong quý cuối năm ngoái, nhu cầu tìm thuê nhà phố nội thành thành phố Hồ Chí Minh cũng đã liên tục giảm mạnh. Đà suy giảm kéo dài từ quý 2 2022 đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Dù nhu cầu tìm thuê thấp, giá chào thuê mặt bằng kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng mạnh, nhất là ở khu vực trung tâm. Giá thuê nhà mặt phố tại quận Nhất đã ghi nhận mức tăng 17%, quận 3 tăng 13%, quận 7 tăng 11%, quận 10 tăng 2% và quận Phú Nhuận tăng 9% so với quý trước. So với thời điểm năm 2019, giá thuê mặt bằng tại các tuyến đường như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Bùi Viện, quận Nhất, Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, Phan Xích Long, quận Phú Nhuận và Nguyễn Thị Thập, quận 7 đều tăng cao. Mặt bằng khu vực trung tâm phổ biến ở mức 120 đến 200 triệu đồng một tháng, trong khi mức giá khu vực bán trung tâm dao động trong khoảng 85 đến 100 triệu đồng một tháng. Theo các chuyên gia, đà tăng giá này đang làm nghiêm trọng hơn thực trạng ế ẩm của các mặt bằng kinh doanh cho thuê tại trung tâm nói riêng và thị trường nhà phố cho thuê thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Chia sẻ với tri thức trực tuyến, ông T, giám đốc công ty bất động sản Lý Giải, chủ nhà sau khoảng thời gian giảm giá trong dịch Covid-19 đã muốn bù đắp lại những khoản mất mát. Các chủ nhà nhìn chung sẽ sẵn sàng giảm giá vì một lý do bất khả kháng như Covid-19. Còn lại, họ không chấp nhận giảm giá vì sẽ rất khó tăng giá lại trong tương lai. Chủ nhà mặt phố thường không áp lực về dòng tiền, do đó họ muốn giữ giá thuê vì giá thuê sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá bán. Nghịch lý thị trường này còn đến từ độ chênh trong tính linh hoạt với thời cuộc của chủ nhà và doanh nghiệp kinh doanh. Thông thường, các đơn vị bán lẻ và F&B chọn các tuyến phố trung tâm để tăng tính nhận diện cho thương hiệu. Khi kinh tế khó khăn, đây sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu vì giá thuê đắt đỏ. Thay vào đó, họ có xu hướng dịch chuyển về khu vực bán trung tâm, những nơi có traffic tốt, giá thuê thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả về kinh doanh. Thay vì cố giữ một điểm bán ở vị trí trung tâm, doanh nghiệp phải quan tâm bài toán hiệu quả đối với từng cửa hàng, từng mô hình và chọn đầu tư ở khu vực phù hợp. Trong khi các doanh nghiệp nhanh chóng và quyết liệt thay đổi đường hướng kinh doanh, thì các chủ nhà, những người có dòng tiền tốt và chưa bị tác động nhiều bởi suy thoái kinh tế, sẽ phản ứng chậm hơn. Sau một thời gian dài, mặt bằng bị bỏ trống, họ sẽ tính toán lại tổn thất và từ đó thay đổi phương án tiếp cận với các đơn vị kinh doanh. Sau dịch Covid-19, các hợp đồng thường được ký sau thời điểm tháng 10 2021. Vậy nên, ông Tuấn nhận định làn sóng trả mặt bằng vẫn chưa dừng lại và sẽ tiếp tục dâng cao vào giai đoạn cuối năm nay, sau khi nhà nước có những điều chỉnh liên quan đến lãi suất và các chính sách tháo gỡ cho thị trường bất động sản. Thị trường cho thuê nhà mặt phố sẽ khởi sắc hơn vào năm 2024. Cũng theo ông T, các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thường thu hút nhiều đơn vị muốn tăng nhận diện thương hiệu vì nơi này tập trung đông hai nhóm đối tượng giàu tiềm năng là du khách nội địa và du khách quốc tế. Tuy nhiên, hai nhóm đối tượng này hiện đều sụt giảm mạnh do kinh tế khó khăn. Vì vậy, các đơn vị kinh doanh sẽ quay về khu vực bán trung tâm như quận 7, quận Bình Thạnh, Phú Nhuận. Đây là những nơi có lượt traffic lớn với nhóm khách hàng tiềm năng là cư dân tại chính khu vực. Điều này giúp họ giảm chi phí thuê mặt bằng nhưng vẫn đạt được hiệu quả về doanh số. Ba nguyên nhân chủ yếu của làn sóng tháo chạy khỏi các mặt bằng ở khu vực trung tâm. Lý do đầu tiên là chi phí thuê tăng cao. Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm, giá thuê mặt bằng tại các đường lớn tại khu vực quận Nhất vẫn tiếp tục neo cao, khiến cho việc sở hữu một mặt bằng lớn tại khu vực này trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, sự phát triển của hệ thống cửa hàng online cũng tạo nên nhiều khó khăn hơn cho các thương hiệu lớn có thể duy trì hoạt động của các cửa hàng vật lý khi phải cạnh tranh về giá rất cao. Cuối cùng là sự thay đổi trong xu hướng của người tiêu dùng. Nhiều người không còn thực sự hứng thú với việc mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng lớn tại khu vực trung tâm. Thay vào đó, họ chọn mua sắm online hoặc tại các cửa hàng gần nơi mình sinh sống, nhờ vào những ưu điểm về mặt giá cả cũng như thời gian di chuyển. Đây không hẳn là một xu hướng chỉ xuất hiện trong thời kỳ kinh tế khó khăn, mà sẽ là chiến lược theo thời gian khi một thương hiệu hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh làn sóng trả mặt bằng đang diễn ra ồ ạt tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia cho rằng việc giảm giá thuê chính là mấu chốt quan trọng nhất giúp chủ nhà níu chân khách hàng, giảm thiệt hại kinh tế. Đầu năm 2023, làn sóng trả mặt bằng cho thuê lan rộng trên khắp thành phố Hồ Chí Minh, từ khu vực trung tâm cho đến các quận huyện ngoại thành. Nhiều mặt bằng tại các vị trí đắc địa, từng hoạt động kinh doanh sầm uất cũng phải treo bảng tìm khách cho thuê. Chủ nhà chật vật tìm đến các đơn vị môi giới kiếm khách thuê nhưng vẫn đành bỏ trống mặt bằng. Hậu quả, nhiều mặt bằng đóng cửa lâu ngày, xuống cấp gây thiệt hại rất lớn. Ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch VNO Group, doanh nghiệp chuyên đầu tư, quản lý và vận hành bất động sản cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ các điểm mấu chốt để mặt bằng cho thuê không phải bỏ trống trong bối cảnh hiện tại. Ông Hải cho rằng chìa khóa quan trọng nhất là việc giá thuê phải hợp lý. Điểm mấu chốt hiện nay để giữ được khách thuê đó là giảm giá thuê. Tuy nhiên, các chủ nhà sẽ phải cân đối tùy theo vị trí mặt bằng, khả năng tài chính của chủ nhà để quyết định đến mức giá. Cơ bản thời điểm này, giá thuê vẫn là yếu tố quyết định đến thị trường mặt bằng cho thuê. Chủ nhà có thể chấp nhận việc thu ít tiền thuê nhà hơn so với trước đây, nhưng đổi lại là việc giữ chân khách hàng dài hạn, từ đó hạn chế nguy cơ bỏ trống mặt bằng, tránh gây ảnh hưởng cơ sở vật chất khi bỏ nhà trống và giảm được khoảng thời gian không có khoản thu khi phải chờ tìm được khách mới. Các chủ nhà có thói quen tính toán giá thuê đi kèm với giá trị gia tăng của tài sản. Thời gian qua, bất động sản tăng đột biến khiến chủ nhà kỳ vọng giá thuê bất động sản cũng phải tăng theo. Tuy nhiên, thị trường hiện tại không thể áp cách tính giá thuê theo kỳ vọng của chủ nhà. Các chủ nhà nên hạ giá thuê xuống bằng với giá trị thực của bất động sản để đưa ra mức giá thuê hợp lý, Chủ tịch VNO Group cho hay. Yếu tố thứ hai là tiến độ thanh toán. Thông thường, chủ nhà thường yêu cầu khách thuê đặt cọc 3 tháng. Tuy nhiên, với thời điểm này, chủ nhà nên tạo điều kiện để dòng tiền của khách thuê được linh động. Ví dụ như chủ nhà có thể cho khách cọc 1 tháng, thanh toán trước 2 tháng hoặc cọc 1 tháng, thanh toán trước 1 tháng, phải linh động theo ngành nghề và thị trường hiện tại. Và cuối cùng, chủ nhà nên chấp nhận các phương pháp cho thuê ngắn hạn. Trước đây, chủ nhà thường yêu cầu khách thuê 5 đến 7 năm so với các mặt hàng kinh doanh, buôn bán thì nay có thể linh động ký 1-2 năm để kéo giãn, giảm bớt dòng tiền cho khách thuê. Mục đích là hỗ trợ, tạo điều kiện khách thuê kinh doanh sản xuất, tạo ra dòng tiền. Vì thời điểm này, rất nhiều doanh nghiệp ưu tiên tiết kiệm chi phí, họ chỉ cần mặt bằng để kinh doanh 3 đến 6 tháng, có thể thăm dò thị trường. Nhiều doanh nghiệp không dám đầu tư mạnh, chi phí lớn, các chủ nhà nên tận dụng các nhóm khách hàng này cho thuê các hợp đồng ngắn hạn để giảm bớt rủi ro mặt bằng bỏ trống, đỡ tốn chi phí đầu tư do không tìm được khách. Tỷ lệ bỏ trống mặt bằng tại thành phố Hồ Chí Minh trải đều từ ăn uống đến mua sắm, từ nội thành đến ngoại thành. Nhiều tháng nay, làn sóng ra mặt bằng ồ ạt diễn ra khắp thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trên các tuyến đường vàng như khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du, Đồng Khởi, Hàng Thuyên, Lý Tự Trọng, quận Nhất, các đường mua sắm sầm uất tại quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, thành phố Thủ Đức, bảng hiệu rao cho thuê dày đặc, dán kính như nắm trước mặt tiền nhiều ngôi nhà, biệt thự. Báo cáo thị trường mặt bằng bán lẻ cho thuê quý 1 2023 của Bộ phận Nghiên cứu Savills thành phố Hồ Chí Minh cho thấy công suất cho thuê toàn thị trường đạt 92%, tiếp tục giảm so với quý trước. Một trong những xu hướng đáng chú ý là khách thuê tiếp tục bỏ trống mặt bằng và không gia hạn thêm hợp đồng tại các dự án ở ngoài trung tâm. Thống kê của Savills cũng cho thấy ngành hàng ăn uống có diện tích bỏ trống cao nhất, chiếm 30%, sau đó là đến các ngành hàng thời trang chiếm 21%, ngành vui chơi giải trí chiếm 20% và ngành giáo dục chiếm 6%. Bà Cao Thị Thanh Hương, quản lý bộ phận nghiên cứu Savills thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thời gian qua, các dự án trung tâm thương mại ở các quận ngoài trung tâm có tỷ lệ lấp đầy giảm, các thương hiệu tiếp tục bỏ trống và không gia hạn thêm hợp đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những vị trí không tốt như nằm xa trục đường chính, dự án nằm trong nội khu của các khu dân cư, chính sách xây dựng thương hiệu, marketing kém hấp dẫn, chất lượng cơ sở vật chất đã cũ hay giá thuê không phù hợp. Trong thời gian tới, những dự án này cần thay đổi chiến lược để phát triển, định vị thương hiệu và thay đổi giá thuê để cải thiện tỷ lệ lấp đầy cũng như lượt ghé thăm của người tiêu dùng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.